Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nguyễn Toàn Toyota, Toyota Veloz 2024. Tại thời điểm tháng 5 này, quý anh chị vừa được nhà máy hỗ trợ thêm một chương trình khuyến mãi, hoặc là quý anh chị sẽ được tặng một gói bảo hiểm vật chất thân xe 1 năm của gói vàng Toyota, hoặc là quý anh chị có thể mua xe với hình thức trả góp với lãi suất 0% cố định 12 tháng đầu tiên. Ở thời điểm tháng 4, cuối tháng 4 thì em Toàn có làm một clip cập nhật cho quý anh chị về giá cả của Toyota Veloz 2024 cho cả hai phiên bản. Thì quý anh chị sẽ được giảm tiền mặt và tặng một gói phụ kiện trang bị full theo xe. Và ở thời điểm tháng 5 này, ngoài việc vẫn sẽ áp dụng chương trình đó, ở thời điểm tháng 4 là quý anh chị vẫn sẽ được giảm tiền mặt theo xe, vẫn được tặng phụ kiện trang bị chính hãng Toyota, và quý anh chị còn sẽ được lựa chọn thêm là hoặc là được tặng bảo hiểm vật chất thân xe 1 năm gói vàng Toyota, hoặc là mua xe với hình thức trả góp với lãi suất là 0% cố định 12 tháng đầu tiên. Đây là một chương trình nhà máy Toyota Việt Nam vừa tung ra sáng nay để nhằm hỗ trợ cho quý anh chị khách hàng mua xe thời điểm tháng 5 này cho cả hai phiên bản Toyota Veloz 2024. Và ở clip này, ngoài việc thông báo cho quý anh chị về chương trình khuyến mãi mới của nhà máy Toyota Việt Nam, còn em Toàn cũng sẽ cập nhật thêm cho quý anh chị về mức giá lăn bánh. Sau khi mà chúng ta áp dụng cái chương trình khuyến mãi đó thì anh chị sẽ có mức giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các tỉnh thành lân cận là bao nhiêu tiền, thì em Toàn sẽ làm clip hỗ trợ báo giá cho quý anh chị một cách chi tiết để cho anh chị tham khảo ở thời điểm đầu tháng 5 này, quý anh chị có thể nắm được giá của Toyota Veloz và đưa ra quyết định của mình là mua xe tại thời điểm nào là hợp lý nhất và lời nhất cho quý anh chị. Và trước khi đến với phần báo giá lăn bánh, xin mời anh chị cùng em Toàn nhìn ngắm lại những ưu điểm nhược điểm có trên Toyota Veloz phiên bản Cross 2024, rồi sau đó em sẽ báo giá lăn bánh chi tiết cho anh chị tham khảo. Xin mời anh chị. Toyota Veloz có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4m475, 1m750 và 1m7. Về thiết kế ngoại thất, Toyota Veloz đã có những cải tiến trẻ trung, cá tính hơn hẳn các đàn anh của mình. Ở mặt ga lăng, xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt có hình lục giác chiếm tỷ lệ lớn so với các chi tiết khác ở phần đầu xe. Mặt bên trong của lưới tản nhiệt cũng được thiết kế các họa tiết 3D tạo nên nét hiện đại cho phần đầu xe. Phần cản vai trước của xe với thiết kế hình thang cùng các nang ngang và ốp bảo vệ khá cứng cáp, đèn cho tất cả các phiên bản Toyota Veloz sử dụng công nghệ LED cho hiệu quả ánh sáng cao hơn, đồng thời tiết kiệm năng lượng hơn. Đặc biệt, đèn báo rẽ LED dạng tia cũng là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Tất cả các phiên bản Toyota Veloz cũng trang bị đèn sương mù halogen. Bên cạnh các chi tiết trên, cửa sổ có thiết kế rộng, đặc biệt là cửa sổ khu vực hàng ghế thứ ba có kích thước lớn cho tầm nhìn thoáng. Cụm cửa này còn vuốt dốc về phần đèn hậu tạo nên một thiết kế khá bắt mắt. Một đường viền mạc rơm kéo dài từ đèn pha qua chân kính cửa sổ và vươn tới tận đèn hậu cho xe một điểm nhấn sang trọng. Gương chiếu hậu có thiết kế gọn gàng, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ. Đuôi xe cũng có phong cách thiết kế tương tự các khu vực còn lại, có khá nhiều chi tiết sắp đặt theo thiết kế hình thang và dập nổi ở cửa sau. Đặc biệt, phần cản sau cũng được thiết kế cứng cáp và ốp bảo vệ tương tự phần cản trước. Hai bên cản sau có hốc hình tam giác đặt dọc và hai đèn phản quang làm điểm nhấn, tạo nên sự đồng bộ với thiết kế đèn sương mù phía trước. Phía sau xe nổi bật với cụm đèn hậu LED với một đường viền nối liền hai đèn ở phía sau. Đuôi xe cũng khá hiện đại với phần logo Toyota ở trung tâm của đường viền LED cùng với huy hiệu tên xe Veloz đặt trên viền biển số. Bước vào bên trong khoang lái, nội thất Toyota Veloz có nhiều nét sang trọng, trẻ trung với tông màu kem làm điểm nhấn. Ấn tượng kế đến là cụm vô lăng bọc da điều chỉnh bốn hướng và có thiết kế ba chấu thể thao. Trên vô lăng có các nút điều khiển hình tròn cùng với viền sơn mạ bạc khá bắt mắt. Chính giữa hàng ghế trước, cụm cần số được thiết kế gần với chân ga của bản táp lô. Toyota Veloz sử dụng hộp số vô cấp nhưng vẫn có chế độ cộng trừ với các cấp giả lập, rất tiện lợi khi cần phanh động cơ hoặc thêm lực kéo khi đi đèo dốc cũng như khi vượt xe. Đặc biệt, xe trang bị phanh tay điện tử với chế độ giữ phanh tự động, khay điện thoại tích hợp chức năng sạc không dây chuẩn QI vượt trội nếu so với phân khúc hiện nay. Trung tâm giải trí của mẫu xe này chính là màn hình cảm ứng 9 inch. Mẫu xe này còn được sử dụng điều hòa tự động với giao diện hiển thị màn hình điện tử khá hiện đại. Ghế ngồi trên Toyota Veloz trang bị tiêu chuẩn bọc da pha nỉ, hàng ghế phía trước chỉnh tay cơ bản, trong khi hàng ghế thứ hai có thể gập phẳng theo tỷ lệ 60-40 và hàng ghế thứ ba gập phẳng theo tỷ lệ 50-50. Vừa rồi là những điểm nổi bật mà quý anh chị đã cùng em Toàn xem lại một lần nữa trên Toyota Veloz phiên bản Cross 2024. Và bây giờ không để cho anh chị chờ lâu hơn nữa, em sẽ đến với phần báo giá lăn bánh cho anh chị tham khảo và nhắc lại cho quý anh chị một lần nữa về gói chương trình khuyến mãi đang áp dụng tại thời điểm tháng 5 này dành cho cả hai phiên bản Toyota Veloz 2024. Anh chị sẽ được giảm tiền mặt và tặng một gói phụ kiện và nhận thêm một gói khuyến mãi nữa đến từ nhà máy Toyota Việt Nam, hoặc là quý anh chị sẽ lựa chọn được tặng một gói bảo hiểm vật chất thân xe gói vàng Toyota, hoặc là quý anh chị sẽ lựa chọn mua xe với hình thức trả góp với lãi suất là 0% cố định 12 tháng đầu tiên. Quý anh chị sẽ phải chọn lựa giữa hai gói khuyến mãi này. Nếu mà quý anh chị mua tiền mặt thì quý anh chị có thể nhận và lựa chọn cái gói là tặng gói bảo hiểm vật chất thân xe. Còn nếu mà quý anh chị mua với hình thức trả góp thì quý anh chị có thể lựa chọn một trong hai, tùy theo quý anh chị tham khảo và cân đối như thế nào.
Và không để quý anh chị chờ lâu hơn nữa, em Toàn sẽ đến với phần bảo giá lăn bánh sau khi mà áp dụng cái chương trình khuyến mãi tại tháng 5 này. Đối với phiên bản Toyota Veloz Road với mức giá niêm yết từ 638 triệu đồng, anh chị sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 696 triệu đồng. Còn nếu mà quý anh chị lăn bánh tỉnh huyện thì với số tiền là 677 triệu đồng. Đối với phiên bản Toyota Veloz Road Top giá niêm yết chỉ từ 660 triệu đồng, anh chị sẽ sau khi áp dụng chương trình khuyến mãi sẽ có mức giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 722 triệu đồng. Còn nếu mà quý anh chị lăn bánh tỉnh huyện với số tiền là 703 triệu đồng. Giá lăn bánh trên mà em Toàn báo cho quý anh chị đã bao gồm tất cả các khoản chi phí bắt buộc cần phải có như thuế trước bạ, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm dân sự bắt buộc, chưa bao gồm hai phí không bắt buộc khác đó là chưa bao gồm phí bắt buộc khác đó là phí dịch vụ đăng ký biển số. Còn bảo hiểm thân vỏ thì em Toàn đã tính luôn ở trong cái phần giá lăn bánh cho quý anh chị rồi. Tất nhiên, phần giá lăn bánh trên mà em Toàn tính cho anh chị đã lựa chọn phương án là tặng bảo hiểm vật chất thân xe 1 năm. Còn nếu mà quý anh chị có một lựa chọn nào khác thì hãy liên hệ trực tiếp với em Toàn qua số hotline phim dưới màn hình. Em Toàn sẽ cung cấp cho quý anh chị một cái mức giá lăn bánh chi tiết theo nhu cầu lựa chọn của quý anh chị, hoặc là kết nối Zalo gửi bản góp chi tiết ngân hàng để cho quý anh chị tham khảo. Còn đối với hình thức mua xe trả góp thì hiện tại nếu mà quý anh chị lựa chọn hình thức mua xe trả góp, anh chị có thể lựa chọn là tặng bảo hiểm thân vỏ hoặc là sử dụng là cái gói là hỗ trợ lãi suất 0% cố định 12 tháng đầu tiên. Thì tùy theo là quý anh chị lựa chọn như thế nào thì hình thức mua xe trả góp sẽ có mức giá lăn bánh chênh lệch, cũng như là sẽ thay đổi theo cái quyết định lựa chọn mua xe của anh chị, cũng như cái số tiền mỗi tháng thanh toán gốc và lãi nó cũng sẽ thay đổi. Nếu mà quý anh chị lựa chọn tặng bảo hiểm thân vỏ 1 năm gói vàng Toyota thì em Toàn vẫn có thể hỗ trợ cho anh chị một gói lãi suất khá là tốt, cố định 6 tháng đầu tiên cho quý anh chị với lãi suất là 1.99% một năm, cố định 6 tháng tiếp theo là 7.99% một năm, rồi sau đó trung bình là 11.25% một năm. Đó là gói ngân hàng tài chính Toyota. Quý anh chị có thể, nếu mà chứng minh thu nhập tốt hơn, tài chính của anh chị tốt hơn, thì quý anh chị có thể lựa chọn gói vay thứ hai là cố định 59 tháng vay mà mỗi tháng trung bình là 0.88% cho một tháng. Cái gói này thì quý anh chị có thể cố định xuyên suốt thời gian vay, nhưng mà quý anh chị chỉ có thể vay trong vòng là 59 tháng mà thôi. Quý anh chị lưu ý một điều đó giúp em. Tùy thuộc vào quý anh chị lựa chọn như thế nào đối với hai phiên bản này, đó là hình thức mà em Toàn tư vấn cho quý anh chị về tặng cái gói bảo hiểm. Còn nếu mà quý anh chị lựa chọn hỗ trợ vay với mức lãi suất 0% cố định 12 tháng đầu tiên thì quý anh chị sẽ phải mua thêm bảo hiểm vật chất thân xe nữa. Thì tùy theo mục đích sử dụng xe thì gói bảo hiểm nó sẽ dao động từ 7 đến 9 triệu đồng nữa khi mà quý anh chị mua xe hình thức trả góp và lựa chọn hình thức mua qua ngân hàng lãi suất cố định 0% cố định 12 tháng đầu tiên. Đây là một điều mà quý anh chị nên lưu ý, là quý anh chị chỉ được lựa một trong hai, đó là tặng bảo hiểm hoặc là vay với hình thức lãi suất là 0%. Thì quý anh chị nên lưu ý điều đó em khi mà mua Toyota Veloz 2024 ở thời điểm bây giờ. Những anh chị khách hàng nào đang quan tâm Toyota Veloz 2024 phiên bản Road hoặc là phiên bản Road Top, cụ thể và chi tiết quý anh chị chưa hiểu rõ và muốn tư vấn thêm thì hãy liên hệ cho em Toàn qua số điện thoại phía bên dưới màn hình. Thời điểm tháng 5 này quý anh chị sẽ được giảm tiền mặt, tặng phụ kiện chính hãng theo xe, kèm theo là quý anh chị được lựa chọn là tặng bảo hiểm vật chất thân xe hoặc là vay với lãi suất 0% cố định 12 tháng đầu tiên. Quý anh chị lưu ý giúp em nha, quý anh chị lựa chọn một trong hai. Nếu anh chị khách hàng đang xem video clip này mà chưa nhấn like và đăng ký kênh thì có thể cho em Toàn xin một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ và cũng như để theo dõi kênh Nguyễn Toàn Toyota cho những video tiếp theo mà em Toàn sẽ liên tục cập nhật những cái chương trình khuyến mãi nếu mà có sự thay đổi nào đó đến từ nhà máy Toyota hoặc là đến từ đại lý Toyota cho anh chị tham khảo và đưa ra quyết định của mình là mua xe tại thời điểm nào thì có mức giá là hợp lý nhất. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở video kế tiếp. Xin cảm ơn.